Xin chào các bạn, xin chào tất cả các nghệ nhân trên cả nước, xin chào 500 anh em. Hôm nay Thắng Giò lại truyền tải cho các bạn những công việc rất quen thuộc nhưng mà luôn luôn mới lạ, luôn luôn đổi mới. Trước khi vào đề chính, tôi quảng cáo cho các bạn một vài cái tác phẩm mà cách đây 9 đến 10 tháng tôi làm mà bây giờ chơi được rồi nhé. Ví dụ như cái này, bạn nào xem từ hồi tháng 9, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là các bạn đã biết là cái cây này là cây vọng cách, gọi là cây thôi, gọi là cây thôi, nhưng mà lúc đó thì nó chỉ bằng thế này thôi nhé. Đấy, nó chỉ như này thế này. Bạn nào cứ mở ra mà xem này, gọi tầm tháng 9, tháng 10 tôi đặt cho vào đây. Thế mà bây giờ nó như thế này là tôi chơi được rồi nhé. Nếu như tôi không cắt hai lần thì bây giờ cái ngọn nó lên khoảng hơn 1 mét mà nó có to ngón tay nhé. Thì chỉ trong vòng 1.5 đến 2 năm này, cả cái hòn đá và cả lên được nhé, nhất ngược lên như các bạn đã nhìn thấy rồi đây này. Đấy, dễ là như thế này mà tôi đã cắt rất nhiều rồi nhá, chứ không phải cắt đâu, không cắt đâu. Bây giờ nó 4-5 cái ngọn to bằng cái đũa và bằng ngón tay nó vươn lên trời rồi. Đấy, thế này thôi, các bạn chỉ thế này thôi, các bạn đã chơi được rồi gì đâu. Đấy, thế thôi. Bonsai Thắng Giò làm rất đơn giản, nhẹ nhàng, không có gì là vốn liếng to phe mà cũng không có gì là nặng nề phức tạp. Còn đây là cái sung nhé, cái sung hạt tự dưng nó dính vào đây, tôi cắt nó đi để sau này nó trở thành cây cổ thụ con ở đây nhé. Cái này là 15 cân đấy nhé, nhưng mà không thể xách lên được vì rằng nó quá nhỏ quá bé và tôi cắt rồi. Nếu như tôi để tự do từ cái hôm ngâm bè dễ bèo đến bây giờ thì chỉ 1.5 đến 2 năm là xách cổ lên được. Đấy, các bạn hãy làm như vậy nhé. Vốn liếng không nhiều, mọi vũ khí thô sơ ở trong tay người chiến sĩ cộng sản, có mưu trí dũng cảm, có thông minh sáng tạo, đều trở thành vũ khí lợi hại mà đánh tan bao nhiêu kẻ thù xâm lược. Hôm nay tôi vào đất một cây hoa giấy nhé, một cây hoa giấy bám đá. Tôi vào đất chậu này của nó là 140.000 nhé, chỉ đặt 2 tí mảnh vải và 2 cái lỗ này thôi. Và cái cây trồng vào đất là cái gì? Đó là chính là cây cây hoa giấy. Bao giờ cũng phải có một tí đất rải vào đây các bạn nhé, độn nó xuống dưới nhé. Đó là cây hoa giấy mà cắt cái đây chưa được 2 tháng đâu, chưa được 2 tháng đâu nhé, 1.5 tháng, gần 2 tháng thôi. Rất đẹp, quá nhiều rễ luôn, quá nhiều rễ luôn. Đấy, chỉ có nước không nhá, không có một cái chất gì đâu. Các bạn đừng nghĩ rằng là cứ phải có cái chất gì mới được, không cần. Không cần thiết phải có cái chất gì. Chỉ có nước không thôi mà dễ như thế này. Thôi cái này là tôi cho đặt chính giữa nhé, vì nó là hình trụ rồi, nó không liên ngạch với đâu cả, tôi đặt cho nó vào chính giữa. Xong là từ giờ đến cuối năm là chơi nhé. Đến chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là bắt đầu ra hoa đấy. Ra hoa quanh năm các bạn nhé. Thành phần đất thì các bạn biết rồi, của tôi là rất mịn màng. Để sau này các bạn không muốn trồng đất nữa, các bạn để khô đi 2-3 ngày xong các bạn nhấc lên, các bạn bóp một cái là toàn bộ nó rơi hết ra. Dễ nó không ăn vào đâu cả. Rồi các bạn chỉ hơi rung rúng cho nó sạch cái là các bạn lại cho vào một cái đĩa đẹp, các bạn ngâm nước. Cây bám đá thả nước là rất văn hóa nhé. Khi nó đã mịn màng rồi, nó già rồi, không cho nó phá thế nữa, không cho nó sùm gì nữa,
mà chỉ cho nó cằn cỗi để nó ra nhiều hoa không thôi, thì các bạn có thể chuyển đổi trồng đất, cho vào nước. Người ta cho vào nước khi cây đã già đẹp, không còn muốn phát triển nữa. Hiện nay là đã có một đối tượng là ăn cắp kênh của Thắng Giò đấy nhá. Như vậy là không tốt, mà không được đâu nhá. Vi phạm luật đấy. Kênh Thắng Giò có bản quyền riêng nhá. Một phong cách chơi mà độc lạ. Đừng ăn cắp để làm của mình, như vậy là không được đâu. Cực lực lên án nhá. Mọi người xem thì phải... Họ cũng đề là Thắng Giò nhưng mà không phải là kênh Mira đâu nhá. Họ chẳng đề cái gì cả. Họ đề là Thắng Giò bonsai, như vậy là không được. Thắng Giò là Thắng Giò, bonsai là bonsai. Thắng bonsai hoặc là Thắng Giò, chứ làm gì có kiểu kết hợp như vậy. Làm ăn bậy bạ, đi ăn cắp của người ta làm của mình như vậy là không được. Rồi trước sau cũng dính pháp luật nhá. Muốn cái gì đừng, muốn cái gì không phải của mình là của mình, dở hơi lắm đấy. Và đang sống yên ổn thế này là cảnh sát rồi thì bên an ninh mạng sờ gáy là rất là phiền hức nhá. Thế này là xong các bạn nhé. Đấy, bây giờ cái khâu tưới. Tưới thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn tưới luôn. Đặt một cái lá vào đâu đó tùy. Thì các bạn dội vào cái lá đó thì nó mới không cầy lên nhé. Đây. Thế thôi. Khi nào đầy bằng miệng rồi thì các bạn bỏ ra, để vào cái chỗ yên lặng. 9 tháng 10 ngày nó ra là... Thế nhá, là tôi đã cho một cây bám đá, thả nước bây giờ vào đất rồi. Cứ thế này là chơi nhá. Đây. Nhiều bạn bảo rằng là hoa giấy cắt ra một cái không ngâm kích gì mà cho vào được không? Các bạn xem một hai video của tôi thì các bạn không hiểu được hết đâu nhé. Các bạn xem nhiều. Cái này là hai cái là cụt lên lủn, nó ngắn ngắn như này nhé. Tôi đặt nó vào đây, bây giờ nó thế này đây này. Hoa đấy. Cái giống này cứ hoa quanh năm. Hết sau 2 tháng lại hoa. Thế thôi. Đơn giản. Mới làm thôi chứ. Cái này cho đất lâu rồi. Bây giờ mình chỉ tuẽ nó ra cho nó rộng ra thôi. Cần thiết thì sau này cắt đây đi và cắt đây đi. Đấy. Thế lại ra một cái bông lùm lùm như này rất đẹp. Nhưng như thế này là đã chơi được rồi. Ngồi ngắm được rồi, thành quả của mình, công sức lao động của mình. Cần gì cứ phải đi xem mấy cây tiền tỷ. Xin chào các bạn, xin chào các nghệ nhân cả nước. Xin chào tất cả những người đam mê cây sinh vật cảnh và cây bám đá của Thắng Giò. Đáng lẽ Thắng Giò cũng không lên clip này đâu. Vì một tháng là Thắng Giò lên clip một lần. Nhưng hàng ngày mở các kênh YouTube của cây cảnh ra, tôi xem, tôi chẳng xem cái kênh nào cả, nhưng mà tự dưng tôi lại muốn xem những cái kênh người ta nói rằng là có một số nghệ nhân nói ép cây sung ra quả theo đúng ý, rồi thì muốn cây sung ra quả theo ý muốn, rồi thì thôi nhiều lắm, các kênh nhiều lắm. Thì tôi bảo lạ quá nhỉ, ai nó có phải là thánh là quỷ là phù thủy đâu mà bảo là muốn cho cây sung ra quả là thế nào. Tôi tò mò, tôi mở ra tôi xem. Thì nói thật với các bác là các bạn là vô cùng thất vọng. Trước khi vào đề chính nói vấn đề này, tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi muốn nói ra đây nhưng không, tôi không nêu tên được. Tôi hoàn toàn không có ác ý với các bạn, mà tôi rất trân trọng và rất là nể phục các bạn, cũng là những nhà vườn, cũng là những người yêu mê xem cảnh. Nhưng mà có những cái cây sung các bạn mua ở chợ về, các bạn trồng vào chậu nhựa xong các bạn vứt xó, nó chẳng ra cái mặc kệ. 5-7 năm sau đùng một cái ra quả. À. Thế là các bạn lại đưa lên nền tảng YouTube, các bạn quay cho mọi người xem xong nói là kỹ thuật bắt ép cây sung ra quả. Ở đây có một, tôi nói rất nhỏ nhẹ nhưng mà ý là rất nặng. Các bạn không tôn trọng khán giả. Các bạn không tôn trọng những người người ta yêu thích cây cảnh, cây sung có hoa có quả, cây hoa giấy có hoa. Người ta cũng không biết cách làm mà người ta mong muốn được làm. Nay bật kênh của các bạn lên,
bạn bảo rằng là ép cho nó ra quả theo đúng ý, muốn cây sung ra quả vân vân và vân vân rất nhiều, nhưng cuối cùng mở ra thì cây của các bạn là cái cây chậu nhựa nặng khoảng 40-50 cân, cỏ mọc lên tới 30-40 phân, cây thì lèm ngòng lèo ngèo, các bạn chẳng để ý gì nó, không chăm sóc gì nó cả, xong đùng một cái đến cái lúc nó ra quả thì các bạn bảo đây là ý của các bạn muốn cho nó ra quả, như vậy là chưa được các bạn nhé, chưa được. Thế thì cũng chính vì chưa được mà tôi quá bức xúc, tôi muốn lấy lại công bằng cho tất cả những người đang theo dõi kênh của tôi và kênh của các bạn. Muốn cây sung ra quả, nhưng mà muốn cây sung ra quả là một điều vô cùng đơn giản và ít ỏi, và phần trăm mong muốn của nó là rất nhỏ. Cái chính là cây sung của bạn đã đẹp chưa, đã đầy đủ tính nghệ thuật chưa, các bạn đã cắt tỉa vít hãm đẹp chưa, mang đi cây cảnh để bán chưa, hoặc là đi triển lãm chưa. Nay các bạn muốn cho nó ra quả mà nó ra quả được thì giá trị của nó là rất cao, và khi đó các bạn đủ tư cách ngồi trước Caramen truyền lại tất cả kinh nghiệm của mình cho những người chưa biết. Nhưng xác suất cũng chỉ là 80-90% thôi. Thế thì đây, tại làm sao tôi đưa cây sung này ra quả nó nhỏ mà tôi vẫn cứ phải đưa, vì nó có một số cây sung đã quả to rồi. Đây, một cây sung ở trên chậu thành danh rồi, có tiền có của rồi mà nó đang ra quả, đang ra quả sao được bầu không nào, quả quả nó thật ngọn. Nhưng tôi không quan trọng cái vấn đề có quả, tôi không muốn cho nó ra quả vào mùa hè này, và mùa hè này có quả không ai người ta ngắm. Bởi vậy tôi chỉ để nó thế này không thôi, chứ nếu nó đang ra quả tôi cho một ít NPK hoặc kali đỏ là quả nó ôm lên ngay, nhưng tôi chẳng khoe với ai cả, mà rồi mùa hè này cây nó kiệt sức các bạn nhé. Thế thì một cái cây cảnh như thế này ít nhiều có quả thì đã là quý rồi, nhưng nó là cái cây của bạn, bạn chăm bẵm, bạn vít hãm, bạn đưa kỳ vọng của bạn vào, bạn mong muốn tất cả mọi ước mơ hoài bão để rồi bạn có một cây cảnh đẹp. Quan trọng nhất, quý nhất là bạn có một cây cảnh đẹp, chứ không phải bạn có một cây cảnh có quả, không phải là một cây sung có quả. Thế thì nói thế thì cũng chưa đủ. Này thì này, bê làm sao? Đứng ra đây quay. Cây sung ra quả là chưa đủ, mà anh phải có đầy đủ mọi yếu tố. Cây sung này trước Tết 1-2 tháng tôi đã cắt cho các bạn xem, quả rũ rĩ. Thế thì 3 tháng sau nó đã có quả, và tôi cắt hết, cái lúc đó là tôi đã không lên clip nào. Và bây giờ lại ra quả. Thế đây, một cây sung ra quả chín này, vàng xanh này, nhỏ nhỏ nó nõn này, rất nhiều, tức là có thể hàng trăm quả. Các bạn nhìn, hàng trăm quả này, hàng trăm quả, chín có nhé. Thế này mà tôi còn không dám trình bày với các bạn rằng là tôi có đủ phép thuật để cho cây sung ra quả theo đúng kỳ. Nhưng cả cái năm ngoái cho đến bây giờ, cây sung này ra 6 kỳ quả, còn từ giờ đến Tết sẽ có 2 kỳ quả nữa. Nó tầm khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi một. Nếu như tôi cắt từ lâu rồi thì chuẩn bị 2 tháng sau nó sẽ ra. Nhưng tôi phải để lên clip cho các bạn biết rằng là gì, cây sung ra quả không khó. Nó khó là các bạn làm cho đẹp đi, người ta đến mua cây sung của bạn đẹp, chứ người ta bảo à ông ơi ông có quả tôi mới mua, không ai nói vậy nhé. Nhưng nó đẹp, nó tiện thể có quả thì người ta thích. Nhưng mà thích là một chuyện, cái tiền nó cao lắm các bạn nhé. Những cây sung như thế này không có quả tôi cũng nói 17 triệu, có quả tôi cũng nói 17 triệu. Tính thuyết phục của cây có quả thì nó cao hơn một tí thôi, nhưng nó chỉ là phụ. Đây, bây giờ tiếp theo tôi lại có một cái cây sung. Đây, như thế này mà thắng giò còn không khoe với các bạn rằng tôi giỏi làm cây sung ra quả, tôi giỏi làm cây bóng đá. Cái đó là thừa nhận, không phải khoe khoang gì, các bạn phải công nhận. Nhưng nó phải đẹp, bám đá rồi nó phải đẹp, mà đẹp thôi đã là đủ lắm rồi. Đừng yêu cầu rằng nó phải có quả. Nhưng đây, quả đây ạ, cây bé cũng có quả đấy ạ. Này, quả đây ạ,
xem chưa? Đấy, tất cả đều có quả hết. Nhiều lắm, sai lắm. Sai lắm. Đấy là cây mili, cây con có quả. Còn cây mẹ nó đây. Cây mẹ nó đây. Bây giờ mà tôi cho ăn NPK thì một nửa tháng sau thì nó rũ rĩ ra đến tận ngọn. Các bạn đếm có đến mấy trăm quả. Thế thì nay đi vẫn cứ phải lo lại, nhai đi vẫn phải nhai lại. Chúng ta cần là làm cho cây cảnh đẹp, chứ không phải là để cho quả ra quả. Còn nếu để ra quả thì các bạn, có bạn nói rằng 7 năm, 7, 8 năm mà trên chậu mới ra quả thì chết. Chơi thế thì đời người còn bao nhiêu. Cây ra quả nó có một số điều kiện, và cây không ra quả nó cũng có bằng ấy cái điều kiện. Thứ nhất, bạn không được cắt tỉa liên tục. Cái thứ hai mà là bạn phải chăm lo đến nó bằng cách là cho nó nắng gió thật mạnh, dại nắng, và các bạn phải điều chỉnh nước và phân bón. Cây sung của tôi, các bạn xem đây, hai ngón tay đây, hai ngón tay và một cái lá này như này, đây to nhất đây, các bạn không ạ? Đây là hai ngón tay, còn bình thường tôi đưa ra một ngón tay, đây một ngón tay, lá sung nó chỉ có thế này. Có như vậy, cây sung nó nói rằng, nó nghĩ rằng cuộc sống của nó rất khắc nghiệt, nó muốn có một thế hệ nữa tiếp theo ra thì nó sẽ ra quả. Nó hy vọng rằng gì, nó chết đi, con cháu nó lớn lên, nối nghiệp nó vẫn được sống trên đời này. Các bạn nhé, các bạn nhé, các bạn cứ tự nghĩ như thế thôi, không sai đâu. Thế thì các bạn muốn đứa cây ra quả thì trước hết là cây các bạn phải cắt tỉa thật đẹp đã. Sau đó các bạn thúc nó lên để cho nó ăn cho tươi tốt lên. Đến khi nó tươi tốt rồi, bắt đầu các bạn hãm nước. Hãm nước có nghĩa là, đáng nghĩa 2 ngày bạn tưới một lần thì lần này 4 ngày bạn tưới một lần. Nhưng bạn xem cái lá nó còn tươi không. Nó còn tươi thì cho thêm ngày thứ 5, nó còn tươi cho thêm ngày thứ 6. Đến khi nó lá nó rũ ra, nó rũ ra thì các bạn tưới cho nó một tí thôi. Còn nửa bát con thì nó lại hồi lên một tí. Ngày hôm sau nó vẫn còn tươi, ngày hôm sau nữa nó lại rũ ra, các bạn lại tưới cho nó một tí. Các bạn canh cho nó được khoảng 4-5 lần như vậy nhé. Rồi đến một lần nó rũ vàng ra, các bạn tưới cho nó một tí nước nữa. Thế là tự dưng mấy ngày hôm sau đấy là lá vàng rụng hết. Lá vàng rụng hết, nó biết rằng điều kiện khắc nghiệt của nó, nhưng nó chưa chết được thì nó phải ra quả. Đến khi có hiện tượng ra quả như thế này, đây là tôi cố tình làm để tôi lên clip này nhé các bạn nhé, chứ còn tôi không muốn ra quả đâu. Đây này, lá già hết cả rồi này, phải không? Nhưng phải để chúng tôi có lý do để tôi nói với các bạn biết là gì. Cây sung ra quả không khó. Nghệ thuật chơi cây sinh vật cảnh không phải là nghệ thuật cho ra hoa, nghệ thuật cho ra quả. Tuần trước tôi cho các bạn xem cái hoa giấy ra hoa. Gọi là cây hoa giấy, tôn trọng nó thôi chứ là cây mẫu. Tôi cho nó vào, nó ra hoa, các bạn nhìn thấy rồi. Đó. Xong rồi tôi lại có một cái mẫu ra hoa, tôi lại ghép vào đá cho các bạn xem. Vậy thì một cây hoa giấy mà có hoa thì rất xấu. Nó lều nghều lào ngào cả năm giờ người ta chả dám cắt. Như vậy thì cuộc chơi nó không có cái giá trị gì cả. Nhưng vẫn có thể làm cho cây hoa giấy ấy nó đẹp. Mà nó có quả, mà nó có hoa. Thì các bạn cũng phải có một số cái điều kiện nhé. Tiện thể đây nói luôn hoa giấy cũng như sung. Cũng cần phải nắng gió, cần phải vít hãm, dinh dưỡng và nước. Nó chút hết lá nó đi, rồi cũng nó bùng lên là nó ra hoa. Mà hoa giấy thì dễ hơn nhiều nhé. Nhưng dễ hay không thì các bạn cứ vẫn phải tạo hình nghệ thuật cho nó đã. Tôi khẳng định một điều 100% như vậy. Đây, cây này có tôi giá trị tiền rất cao nhé, hơn chục triệu nhé. Một cây tử thì quả rũ rĩ, còn cây mẹ của nó đây các bạn nhìn rồi. Tôi không muốn cho ra quả, đây quả lên tận ngọn. Thế thì người chơi, người xem, người ta ngồi trước cả màn hình, người ta chỉ mong muốn là nghệ nhân truyền tải cho các người ta cái kinh nghiệm để cho cây sung ra hoa, à ra quả. Nhưng người ta lại không đòi hỏi nhiều, mình vẫn phải cho người ta đầy đủ mọi yếu tố. Tức là cây sung mà trồng ở dưới chậu, 2-3 người khênh xong rồi cỏ mọc tùm, 5-7 năm sau đủ lên ra quả. Các bạn dựa vào nền tảng YouTube để các bạn khoe là các bạn vít hãm cây cảnh, cây sung ra hoa đúng kỳ đúng mùa. Tôi toàn xem kênh của các bạn để tôi xem các bạn có phải là thánh không, có phải là phù thủy không, chứ làm gì làm vậy được. Các bạn không tôn trọng khán giả, mà khán giả xem xong không thu nhập được cái ý kiến gì của các bạn cả. Kiến thức của người ta là rỗng tuếch, bởi vì các bạn đã chưa đầy đủ mọi yếu tố để lên kênh, để truyền tải qua kênh YouTube cho mọi người xem rằng là gì,
giá trị của cây cảnh nó nằm ở đâu, chứ không phải nó nằm ở hoa, không phải nó nằm ở quả. Có hoa có quả là tốt, còn nếu không, ý đồ tạo hình nghệ thuật của nghệ nhân ban đầu cũng như muôn đời về sau này là làm cho cây cảnh đẹp. Có hoa cũng tốt, không có hoa cũng tốt, có quả cũng tốt, không có quả cũng tốt. Người ta đến người ta mua cây của tôi á, có quả tôi còn nói đắt thì người ta khỏi mua, rồi người ta mua cây không có quả mà rồi cũng chẳng rẻ. Đây, đáng lẽ tôi cắt thì tuần trước nhưng tôi không cắt, tôi vẫn phải để như thế này. Cái này nó là một cái hộp, cái lọ nhựa, thì bạn bảo rằng nó bé như thế này, nó có quả đây đấy, quả đây nữa đấy. Đấy, khó gì đâu, không khó gì quả. Cái này cắm vào lọ nhựa phơi mà toàn cát thôi, phơi trên nắng gió này có 5 giờ mà tôi cắt mổ ra cái cắm vào đấy chưa được 5 giờ đâu, nhưng mà nó vậy đấy. Thế thì các bạn đừng quá nặng nề cái vấn đề đòi hỏi ra quả. Mà nghệ nhân truyền tải trên kênh nền tảng YouTube mà các bạn đang xem và các bạn đang truyền tải cho mọi người, các bạn đừng quá nặng nề cái vấn đề đó. Còn nếu có quả thật mà bạn có ý đồ cho ra, ở đây chúng ta không nói được 100% nhé. Bà đẻ chữa rồi mà không dám nói là tôi đúng 9 tháng 10 ngày đẻ đâu. Hoặc là một đôi uyên ương mới lấy nhau đêm tân hôn nói rằng sau đêm tân hôn này sẽ thụ thai, hoàn toàn không được nhé. Ít lắm, ít lắm, mà ít thì chưa được. Thế vậy thì các bạn, cây nó có quả nó có nói được đâu. Mà bảo ông cứ làm đi, tôi đúng 3 tháng sau tôi có quả cho ông. Không có. Thế vậy thì các bạn chưa đầy đủ mọi kiến thức mà để làm cho người nghe người ta lại không biết gì nữa, ù cả cả, người ta ù hết cả tai đi. Vậy thì giá trị nền tảng YouTube của các bạn nó nằm ở đâu? Người ta ai người ta like cho các bạn, ai người ta đăng ký cho các bạn, và người ta hỏi thì bạn trả lời như thế nào? Đây tôi cắt ra đi chứ, bây giờ tôi không để nữa, nó kiệt sức. Đấy, hay ho gì đâu. Thắng giò chưa bao giờ khoe quả, khoe ra là đúng ấy là lúc cắt, cứ khoe ra là cắt. Bởi vì quả không quan trọng. Đời con người ta phấn đấu làm một cây cảnh đẹp cả đời các bạn nhé, cả đời mới làm ra được một cây cảnh đẹp. Một thôi, may mắn thôi, nhưng bảo tôi làm cây nữa ra là hơi khó đấy. Nhưng đấy là cái người không có chuyên môn giỏi, không có một cái tay nghề lụa là gấm vóc, mà không có một con mắt nghệ thuật, người ta mới làm ra như vậy. Như thế đã là trân trọng lắm rồi. Còn như chúng tôi sản xuất ra hàng loạt những cái cảnh đẹp, nhưng chúng tôi không để ý vấn đề là cây hoa giấy phải có hoa, chúng không không để ý đến cái cây sung phải có quả. Camera quay ra đằng sau cái cây tôi hạ thổ mới được 2 tháng cây sau nữa có quả đấy, quay đây mình xem có quả. Mới hạ thổ 2 tháng mà ngâm nó mới 3 tháng, tổng cộng nó mới có 5 tháng tuổi. Cắt luôn, bẻ luôn, ăn luôn, ăn luôn. Không chắc. Thế thì các bạn bảo rằng là cây sung có quả nó khó cái gì. Nhưng mà thưa các bạn này này này, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau nhé. Trước hết bạn phải tôn trọng bạn, nói năng phải ý tứ mà phải chặt chẽ, có đầy đủ mọi yếu tố. Các bạn hãy lên nói cho mọi người ta biết, chứ người ta không biết một cái gì cả. Bạn lại nói cho người ta cũng chẳng biết gì. Cuối cùng chúng ta chơi được với nhau cái gì? Không chơi được với nhau cái gì cả. Đây là ngón tay, đây là ngón tay. Các bạn xem cái ngón tay của tôi nó to hơn cái lá được bao nhiêu. Quả rũ rĩ. Tôi không chờ quả to để đưa các bạn, vì tôi sốt ruột lắm. Bởi vì cũng có nhiều cái quả đang chín rồi, tôi phải đưa ra, có cây đang ra quả, có cây ra quả nhỏ, có cây ra quả chín. Để các bạn biết rằng là gì, cây sung như thế này nó ra quả mới có giá trị các bạn nhé. Các bạn biết không, cây này á, khách hỏi á, 4 triệu đấy. 4 triệu đấy. Bởi vì nó là cây cảnh nghệ thuật, đạt được đủ yếu tố nghệ thuật. Một người nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh, cấp nhà nước đến đây nhìn cây của tôi vẫn phải khen đẹp. Thế là chúng ta đạt được ý đồ, thế là chúng ta đã hạnh phúc. Chứ không phải rằng là phải có quả. Quá thế đấy, đấy lên tận ngọn, lên tận ngọn.
các bạn phải làm được cái cây cảnh nó trên chậu như thế này. Đối với ra quả, các bạn muốn nói sao người ta cũng nghe. Người ta mà các bạn xin like người ta like, các bạn xin đăng ký người ta đăng ký, các bạn sẽ được người ta comment để người ta học hỏi của bạn. Nhưng mà bảo là các bạn xin một like mới xin một đăng ký cái gì, like cái gì. Tôi rất ít khi xin like và đăng ký với các bạn. Tất nhiên ý đồ của chúng ta làm kênh YouTube này là có like, có đăng ký để chúng tôi mới có kinh phí để chúng tôi làm cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn, cây cảnh nó như thế này có quả nó mới có giá trị để mà nói. Mới có giá trị để mà nói. Nhất ngược. Các bạn nhìn đi. Khi này muốn có quả thì mới nó ra nhá. Hãng nói. Thì hãng nói nhá. Đấy, 4 triệu đấy, không ít đâu. Okay. Bạn thấy không? Chúng ta cùng là những người làm vườn. Nhưng mà đừng dựa vào YouTube để rồi bậy bạ cái gì cũng đưa lên nói. Tôi xem những cái phần comment của các bạn rồi, nó chán lắm. Đây, sung có quả hết này, tôi có khoe ra đâu. Mùa này có quả tôi không thích. Nhưng tôi không vặt đi để tôi nói cho các bạn biết. Đây, sung ra quả này đơn giản. Nhưng nó là cây cảnh nghệ thuật đang ra quả cơ. Chứ không phải cái cây mà bạn bảo con ơi, bề khênh cho bố. Thế là hai bố con khênh y ạch từ cái cây xe lăn xuống đất. Xong các bạn để bằng góc nhà, à góc vườn. Đấy, sau này rồi nó rụng đi, nó lại ra, các bạn lại khoe. Đấy, tôi cho ra đúng ý, nhưng có phải đâu. Cây các bạn không cắt, không uốn, không viễn háp. Tự ra mà các bạn không đạt cho nó được một cái trình độ nghệ thuật nào để các bạn khoe cho người ta. Người ta thấy cây có quả ấy, người ta không mua. 7-8 năm ở nhà bạn rồi, bây giờ có quả nhưng người ta không mua. Nhưng đây cứ hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu giá, tôi còn không muốn bán nhé. Mới có một tuần. Đấy, mới có một tuần. Vừa quay tuần trước, mình chưa kịp đăng lên YouTube. Cái này chính là cái câu hoa này, hoa nó dây này, vẫn rụng lên. Mới có một tuần. Vâng, chưa quay cái này, đấy. Chưa đăng lên YouTube, ừ. Mới quay tuần trước. Đây này, cuống hoa nó vẫn còn đây. Quan trọng gì đâu các bạn. Quan trọng gì đâu các bạn. Không quan trọng gì. Hoa không quan trọng, nó khác ra. Nó khác ra. Nhưng cái chính chúng ta phải đạt được tiêu chí là gì? Cây bám đá đẹp hoặc cây bonsai trồng rất đẹp, có giá trị nghệ thuật cao, mua bán được. Cái đó là cái hạnh phúc nhất. Đạt được của con người ta, điều đó cả đời, có những người cả đời. Chứ không phải là ra mấy cái quả sung. Xong rồi bạn vừa nói, bạn vừa cười giòn tan hớ hớ, tôi thấy rất buồn. Tôi là thắng giò. Một cây hoa giấy này chưa có hoa, không phải là chưa có hoa, không phải là không hoa nhé. Các bạn đã từng xem hoa rũ rĩ hết rồi. Từ lúc ngâm nước cơ, năm ngoái ấy, sang 6 tháng 7 ấy. Bây giờ tôi cắt nó thấp đi. Một cây hoa giấy như thế này đã đạt được tiêu chí tiền là 5 triệu. Bởi vì nó là cây hoa giấy bám đá. Chứ không phải là cây hoa giấy thổi đất ra, nhét đá vào mà chắt xi măng nhé. Bám đá thực sự như cây sung bám đá. Rồi thích có hoa thì tháng sau nó lại có hoa. Thế thôi. Nhưng chúng ta phải tạo hình hồn dáng vẻ cho nó thật tự nhiên mà thật gọn gàng này nhé. Chứ còn cái cây này bình thường như người ta này, nó cao đến thằng nửa mét này, nó cứ vun vun. Như vậy thì chơi làm cái gì? Có hoa làm cái gì? Thôi thì thà không có hoa, nhưng cắt đi chút chít rồi gì rậm lên đẹp như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Là hạnh phúc lắm rồi. Tôi tính tôi rất thẳng thắn nóng này. 10 người tôi chỉ cần 7 người yêu tôi, 3 người ghét nhé, là tôi đã đạt được yêu cầu mà tôi đã chiến thắng nhé. Nhưng mà tôi thấy các bạn nghề nghiệp trong tay để cho cây bám đá, để cho cây ra hoa, để cho cây ra quả chưa đạt được một phần rất nhỏ mà các bạn đã truyền tải trên kênh YouTube cho mọi người xem rồi. Thì cũng rất là buồn, rất là lãng phí nhé. Không ai người ta chấp nhận đâu. Đây, hoa đây. Đây hoa đây. Đấy. Có cái gì được khó đâu các bạn. Có gì khó đâu. Không có gì được khó cả. Bé tí thế này thôi cũng có quả.
găng tay đấy, bề ngang đấy, đấy hoa là không khó. Cái khó là bạn phải tạo hình cho nó đẹp, để rồi cây này có còn đá tôi cũng nhổ phát cái này cho vào đá, vứt hết hoa đi, tôi chẳng muốn hoa làm gì cả. Rồi đến lúc nó khó, có là nó vẫn cứ có thôi, nó có là vẫn cứ có. Ví dụ như cây này đấy, tôi đã khoe các bạn là tuần trước rồi đấy, nó vẫn còn hoa đây này, nhưng mà nó đẹp. Đây này, cuối năm nay tôi cắt đây này. Đấy, tôi cắt đây này, tôi cắt đây này, tôi cắt đây này, tôi cắt ngắn nó đi, tự dưng nó sẽ thành một cái lùm bông xôi như này nhé. Và khi đó lại hoa đây, đây hoa đang ra đây này, khổ thế này. Đấy, những chỗ này là chỗ hoa đấy, đấy đang bé là bằng hạt thóc thôi. Và tôi cũng chẳng cần, đây các bạn nhìn này, chẳng cần phải hoa, đau hết rồi, phải không ạ? Cần gì phải hoa, tôi chả cần hoa, vì tôi cần nó đẹp đã, hoa tính sau. Ừ thì thôi, người ta bảo hoa giấy phải có hoa, nhưng mà hoa nó có mùa của nó chứ. Các bạn đến mà đúng lúc nó rụng hết hoa, các bạn cứ đòi hoa đâu. Vậy thì các bạn cứ mua về đi, nó rẻ đấy, về đi 1-2 tháng sau lại có hoa. Chứ còn bây giờ các bạn đợi hoa hả, đang nghĩ là 5 triệu có hoa, sau nó 6 triệu. Tôi cũng xin lỗi toàn bộ những kênh YouTube mà tôi đã nói với các bạn ở đây, là các bạn đã quá ngộ nhận cái vấn đề các bạn có tài cho cây sung ra quả. Hàng vạn, hàng triệu người đang xem các bạn, nhưng mà tính thuyết phục không cao. Các bạn chỉ làm cho xong thôi, nhưng các bạn muốn like, muốn đăng ký để các bạn có tiền ở Mỹ người ta gửi về cho các bạn, là các bạn quá sai lầm các bạn nhé. Chúng ta hãy làm đẹp cho mình đi. Khi làm đẹp cho mình đi, mình truyền tải lại cho mọi người, để cho chúng ta cùng sống, cùng phát triển và cùng hạnh phúc. Chứ không phải rằng gì đùng một cái cây sung của bạn có quả, xong các bạn cứ cho các bạn là giỏi nhé. Các bạn nói như đúng rồi. Các kênh khác rất hay, rất giá trị, tôi lại không xem. Tôi lại bỏ thời gian các bạn, tôi xem kênh của các bạn, thì tôi thấy rằng nó quá là mơ hồ, rất là thất vọng. Tôi chân thành xin lỗi tất cả các bạn mà tôi đã nêu một số vấn đề ở đây có động chạm đến các bạn, nhưng cũng để cho chúng ta được mọi người tôn trọng, và để cho chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày tay nghề càng cao, và được xã hội thừa nhận, công nhận mình làm giàu cho mình, cho gia đình và cho xã hội và cho hội chơi. Thế là tốt nhá. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Vũ khí thô sơ đây các bạn nhé, không cần hiện đại lắm đâu. Đây, đấy, vũ khí thô sơ đây, nhưng vào tay những người cộng sản thông minh sáng tạo và gan anh dũng nhé, thì vẫn đánh tơi bời các loại kẻ thù hiện đại nhất thế giới. Súng ấy, cắm cành ấy, cái lốt cắt đây này, đấy, lốt cắt đây, có cái gì là ghê gớm. Cái này á còn không đẹp bằng những cái nhà vườn người ta cắt tỉa người ta vứt đi nhá. Đây, đã có dễ gì đâu, đấy. Vô cùng thô sơ đến mức độ coi còn không đẹp bằng ở cái khố rác người ta vứt đi nhá. Nhưng mà vào đây các bạn sẽ có phong cách chơi, không mất nhiều tiền. Bây giờ tôi bắt đầu cho cây vào bám đá. Tiện cây nào thì làm cây nhé các bạn nhé. Cây này thì nó đây đây này. Đấy, nó đây đây này. Mà tháng trước tôi đã nói rồi, cái này tuổi nó lâu lắm rồi nhé. Nhưng nó nằm một hòn đá, cho nên hòn đá ấy mỏng quá, nó vỡ. Nó vỡ ra thì tôi cắt ra, tôi làm cây khác. Bây giờ đặt nó vào đâu? Đặt nó vào đây được chưa? Chưa được hả? Nhìn xem. Đấy. Kênh Thắng Giò nó chỉ có thế này thôi. Đừng bảo làm sao mà cây số thế bé tí thì bao giờ mới chơi, mới giá bao nhiêu tiền. Ra các vườn đại gia để mà hỏi nhá. Còn kênh Thắng Giò thì không truyền tải cái kiểu mua 500-700 nghìn, một vài triệu một cái mẩu con, xong rồi là hòn đá to như là 4-5 cái người ngồi, xong rồi ba lăng xích cẩu cây lên làm nhá. Cái ấy thì nhà vườn to, tiền to. Còn đây tôi không nói là tôi có nhà vườn to, tiền to, mà những người thích chơi cây bonsai mini nhỏ nhỏ, ít đất, 15-20 men đất ban công chẳng hạn, thế là người ta chơi được rồi.
Đấy, phải garo. Ăn cắp kênh của người ta và làm của mình. Không được nhá. Các bạn xem cái kênh ấy là kênh ăn cắp đấy. Kênh ăn cắp. Ăn cắp kênh, ăn cắp fanpage. Thì làm sao mà thọ được, đẹp chưa? Đây này, nó thế này, đây này đấy. Nó thế này này. Các bạn thấy chưa? Nó thế này nhá. Nó thế này nhá, đây. Đấy, đây. Tôi làm ngay ngay bây giờ kìa, cho nó ra. Đấy, cấu ngay đi những cái mầm này đi. Rất xinh, lá nhỏ tí nhá, bằng móng tay út đây. Các bạn nhìn ngon móng tay út này. Đấy, không nói sai đâu. Rất xinh, thế là xong rồi. Bây giờ công việc tiếp theo. Có rất nhiều bạn điện thoại cho tôi. À, có những cái bạn cắt cái cục cục sung mà cái vết cắt của nó to bằng cái chén tống, nhưng các bạn không giấu đi, ví dụ là cái hốc này, các bạn giấu nó vào cái hốc này, các bạn giấu nó vào hốc này thì người ta không nhìn thấy, nhưng các bạn lại để ngay bên cạnh cả một cái vết cắt to. Đây, vết cắt này chỉ có bằng ngón tay, có các bạn vết cắt to bằng nửa cái bát thì các bạn lại để ngay như thế này bên cạnh như này là các bạn không giấu đi được. Các bạn phải có tìm cái hốc nào, đây ví dụ đây có một hốc, các bạn giấu nó đi. Còn chỗ này là hôm nay là tôi, hôm tuần trước là tôi đông nhé. Tôi đông cái này, tôi cân thì chỉ có một lạng thôi nhé. Khô một lạng đấy các bác nhé, các bạn nhé. Chỉ có một lạng thôi mà nó bằng này đây này. Một lạng, ngâm 7 ngày, mỗi ngày coi là vắt đi thay nước một lần. Thì trong vòng 2 đến 3 tháng cái nước ấy nó vẫn chưa bẩn nhé. Cái nước ấy vẫn chưa đục, nó chưa thối nước, nên các bạn không cần phải thay. Rất mỏng. Rất mỏng. Một lạng. Tôi mang cân đo đàng hoàng, một lạng nó trông như bông ấy. Nhiều bạn cũng đã thành công rồi nhá. Rất nhiều người thành công và quay lên. Nhiều bạn thành công rồi. Nhưng mà cái sự thành công ấy là các bạn phải luôn luôn xem những cái lúc này tôi làm. Để các bạn bồi bổ thêm nhé, gọi là thành công. Nhưng mà cũng chỉ được khoảng 80-90% thôi. Còn muốn đạt được 100% như tôi thì cố gắng theo dõi. Đừng tốn kém dễ bèo làm gì, không cần thiết đâu các bạn nhé. Thế này là đã xong. Công việc tiếp theo lại là quấn dây đây. Mọi động tác rất đơn giản các bạn nhé. Đừng làm cho mình phức tạp và cầu kỳ làm gì. Mà tôi đã nói rồi, cái này chỉ quấn nó vào thôi nhé, đừng ghì chặt tay nhé. Đấy, tôi có ghì đâu. Để cho nó có sự bông xốp, nó hút nước lên và để cho dễ thở. Dễ nó dễ thở, để rồi nó lại nhanh ra. Chứ bó chặt làm cái gì? Nó chẳng ai làm gì các bạn đâu mà các bạn phải bó chặt. Mưa gió nó xả ra một tí thì cứ thế này là xong nhá. Nhà tôi ở trên mái nhà. Nắng gió để chim. Chim nó ăn nó hạt ruối. Ăn suốt ngày, nó dãi nó ăn suốt ngày, xong có tí rêu nó cũng ăn. Thế này là xong nhé, rất đơn giản các bạn nhé này. Không phải mất tiền triệu gì đâu nhé. Hòn đá các bạn phải mua là đúng rồi. Còn cái cây này nó có chết hơn nữa, các bạn chỉ là phí được khoảng 10-15 phút tiền công thôi, cái công thôi. Chứ còn tiền các bạn chả mất gì đâu. Nó ở quanh các bạn hết nhé. Tác phẩm thứ nhất đã xong. Cái này chỉ 1 tháng rưỡi 2 tháng là cho vào đất.
Thứ hai, đều là vũ khí thô sơ hết, gậy gộc giáo mác hết, nhưng mà địch đến là địch chết. Cây của thắng giò cũng vậy, ta ví dụ nó như vậy. Đây là sam hương các bạn nhé, chả biết là vào cái kiểu gì đây này. Sam hương, được rồi. Ăn cắp kênh cây cảnh của thiên hạ để làm của mình, nhưng mà có thoát được không? Có thoát được không? Không làm mà muốn có ăn. Có tài thì mang máy lên đây thắng sò cho quay. Có tài thì lên đây để thắng sò cho quay. Cho quay đàng hoàng mang về để mà để phát lên mạng này mà kiếm tiền nhé. Ai để làm cái trò ăn cắp vậy? Đây các bạn nhìn xem này, rất đơn giản, chẳng còn cái gì nữa này. Đấy. Nhưng mà nhớ là trong khi thao tác các bạn đừng lấy tay vuốt những cái rễ này nhé, không được phép vuốt. Không được phép vuốt. Vuốt là rất nguy hiểm, là chết đấy. Sờ sờ nhẹ nhẹ nó vào như này thôi. Nâng như nâng trứng, hứng như hoa. Tay rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Cái này tôi phải cho nó luôn một tí vào đây nữa. Nó có nhiều rễ lầm sờm, nó có nhiều rễ mà nó có nhiều cành tán, thì ta để nguyên đến như này. Nó cũng sẽ chết dần đi đấy, nhưng nó chết thì không kệ mẹ nó. Chúng ta không cần phải tác động làm gì. Cái nào nó khỏe nó sống, còn cái nào nó chết nó sẽ chết. Đấy. Động tác tiếp theo, các bạn nhìn xem hợp lý chưa? Chỉ một lạng thôi, không cần nhiều đâu. Mà các bạn làm tươi, các bạn làm cả một rổ như vậy, tôi thấy nó phí phạm lắm. Mà nó làm như thế thì nó dễ lâu ra nhé. Dễ lâu ra, bởi vì nó dày như thế mà. Lâu ra cũng không phải tốt, mà dày cũng không phải tốt. Nó cứ vừa vừa mỏng mỏng thôi. Nhà nghề tay của thắng giò làm như nào để các bạn làm nguyên như vậy nhé. Đây, đấy, nó mỏng vậy đấy. Một bạn nó gọi là con sai bóng đá ở Hà Giang là bạn ấy làm rất tốt. Bạn ấy vừa bán chậu bán đá, lại vừa tự mình quay được. Thế là tuyệt vời. Tôi chỉ mong được các bạn được như tôi. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Người nọ lớn lên bởi người kia. Cả hai hạnh phúc hơn hai cuộc đời riêng lẻ. Bạn làm được thì tôi cũng chẳng mất đi cơm áo gạo tiền của tôi nhé. Bạn không làm được thì tôi mới thấy buồn cơ. Bởi vì nước sông chẳng chạm nước giếng, các bạn ở tỉnh các bạn, tôi ở tỉnh tôi. Tỉnh tôi mà người ta còn chẳng muốn làm thế này. Tôi chơi ở đây gần 30 năm rồi nhưng mà ra đời một cái là cây bám đá ngay mà nhiều người muốn làm theo không có làm được đâu. Muốn làm theo thì phải có cái chìa khóa. Cứ tỉ mỉ tần bẩn làm không được.
xong lại vứt đi. Cái chìa khóa tức là một vài những cái lời nói, một vài những cái động tác cơ bản. Đấy, và sau nó tỏa ra như này này. Cứ tỏa nó thành một cái mâm ở đây nhá. Bây giờ nó cứ thế này đã. Hai tác phẩm rất đơn giản, nhẹ nhàng, không bao giờ để phức tạp cả. Cây thứ ba. Nó còn cái gì nữa nhỉ? Cây sung. Đây, các bạn nhìn gọi cây đi. Cây mới cối gì đâu. Này, cây này. Này, cây này. Không có thể bảo rằng là cây giả. Cây này, đây. Đây, cây đây. Cắm vào toàn cắt không nhá. Về sau này rỡ ra nó dễ. Toàn cắt không. Thế nào các bạn rỡ ra, các bạn bóp một cái như là nó khô rời, bạn rút một cái là nó rơi ra hết ra, mà rúng rúng vào nước. Tay không cần phải vuốt vào cái gì cả nhá. Không được, được chạm vào những cái rễ này. Cây này phải không? Có phải cái này không? Đúng rồi. Đây. Đây nó đổ ngả đổ nghiêng như thế này. Thậm chí sau này nó có một cành đây nhé. Này. Nó có một cành đây. Chỗ này nó hơi nhiều cành nhá. Hơi nhiều cành, tôi để thôi. Tôi để cho nó khỏe cái rễ này thôi, chứ còn sau này là tôi cắt nghiến cái chỗ này đi này. Đây này, đây. Tôi cắt chỗ này đi này. Mà cắt luôn. Chúng con này bảo rằng là người ta cứ lăn tăn không hiểu sao có cắt không. Đấy, cắt luôn rồi nhá. Đây. Cắt đi. Nghênh phong chiêu thủy có thất. Không phải lôi thôi gì cả. Để là để tham để cho nó có sức nó lớn thôi. Nhưng mà thôi cắt luôn. Sung nhà tôi là tôi bơm thuốc sâu rồi chứ nên là tôi không muốn ăn nhé. Chứ nó ra đến hàng mấy trăm quả đấy. Cái ra là tôi không để cho con sâu đục vào cái quả là tôi có. Nhiều khi nói toáng lên để cao giá thì cho họ khỏi mua. Thắng giò nó lạ thế. Thấy người ta mua nhiều quá nói toáng lên để khỏi người ta khỏi mua. Chỉ mong người ta không mua nữa thôi, nhưng mà mình nói toáng lên là người ta vẫn mua thì buộc mình phải bán đấy nhé, chứ đừng phải là thích đâu. Chỗ này nó sẽ không vướng vào cái gì cả. Tôi có thể ghi nó bằng một cái sợi dây thép được các bạn nhé. Nó không vướng vào cái gì cả. Cho nó một sợi dây thép. Đấy. Chỗ này có viên gì đâu. Ghi cho nó vào thôi. Cho nó chắc chắn như này. Mưa gió bão gì không được gì cả. Sau này xong một cái này. Cắt một cái rỡ ra là bình thường. Đấy. Này. Chắc chưa. Đấy. Xong nhé. Đấy, nó trên đỉnh thì nó phải hơi ngả xuống tí. Cái này về sau nó thế này này. Đấy, sau nó hơi vặt ra một tí, nó nằm mềm nó vặt ra một tí. Thế là đủ, không cần gì phải lôi thôi lắm điều.
rất sai quả. Đấy, tác phẩm thứ tư rồi, một lạng mà còn một nửa đây này. Đấy. Đây, tôi làm rất chậm cho mọi người nhìn nhé, đừng hỏi lại những thứ này. Mà tất cả những cái liên hệ gì các bạn đừng nhắn tin. Các bạn kết bạn xong rồi gọi điện thoại Zalo. Tôi nói chuyện cả ngày với các bạn được. Cái mắt mũi tôi bây giờ đeo kính 3 phẩy xong rồi là nhắn linh tinh. Không đọc đâu. Mà làm như vậy làm gì? Các bạn có nhu cầu các bạn cứ Zalo nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay làm 5 clip, 5 hòn đá bám năm đá. Nhưng mà không biết là cái cây thứ 5 nó đi đâu hết rồi. Xong rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đây, đấy, không cần phải ghi chặt. Ghi chặt là dễ dở. Người có dây ni lông xong rồi nghiến răng béo mồm coi là khi chặt nó làm gì. Sau này cây cái rễ nó lằn vào đấy xong rồi rút ra thì nó rút luôn cả những cái rễ tơ đấy, khổ lắm, nó không mục đâu. Cứ thế này thôi, người ta sẽ tôn trọng của bạn, bạn yêu quý cây của bạn, không ai dám đả kích các bạn hết nhé. Người nào có như vậy là thần kinh họ không được bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi. Chia ra 3 clip. Đấy, như thế này là đã xong nhé. Vũ khí thô sơ nhưng vào tay những người chiến sĩ cộng sản gan dạ mưu trí dũng cảm đánh tan mọi kẻ thù, có vũ khí hiện đại. Sau này nó sẽ như cái tác phẩm này đúng không? Tác phẩm trên này. Ừ. Đây này, như thế này, chứ cái này nó còn cao. Nó nằm ở trên đỉnh nó đổ xuống. Cái mốt này nó hiếm, hơi hiếm. Ừ. Sao bây giờ còn yêu cầu làm cái gì nữa? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cháy hết rồi. Đây, khoe cái cháy ra chứ chẳng khoe đẹp đâu. Nắng quá. Nắng quá nó cháy nhá. Nhưng mặc kệ nó. Tôi khoe cho các bạn biết rằng là gì. Các đề. Bạn cũng bị cháy. Rồi đề chẳng sao nhé. Cả. Đề. Không sao cả. Đề này là đề trắng. Không, đề tía. Đề tía. Ý muốn nói rằng nó nắng quá thì nó cháy, mặc kệ nó. Rèn cho nó quen đi, chứ đừng thương nó quá, đưa vào chỗ dâm không được nhá. Dê này, ui dê. Đấy, đây, đấy, cháy hết lá, mặc kệ đó. Chứ mà của em với của cháu nó cháy hết rồi, cháy do nắng nóng như thế này nó chả cháy à. Cháy ra hết đó, hết cháy đó. Này, mai xong là khủng. Bức tượng Thích Minh Tuệ để ở đây. Ừ. Chỉ ăn chay và sống cho nó sạch sẽ như Minh Tuệ thôi, chứ đừng đi theo Minh Tuệ nhé. Bỏng hết cả chân xong rồi chết. Đói khát là chết, khổ thế, đang khỏe mạnh đi theo ông ấy rồi chết. Biết giới hạn mình đến đâu chứ. Các bạn nhìn cái này á, cái này kể cả cho vào đất đến bây giờ mới được khoảng chưa được năm chứ. Chưa được năm đâu. Mà nhìn nó sướng chưa? Dễ đấy, chưa được năm đâu. Ý muốn nói là nắng kệ nó, sau này nó một vài ba năm nữa nó quen đi, nó lên như này nó không cháy nắng nữa. Nó già đi, nó có sức chịu đựng. Đây, quay view một số cái cây cho các bạn xem. Vườn Bắc Thắng nhé, nhiều bạn cứ bảo là quay đi những cái tác phẩm của Bắc Thắng, lâu lắm không quay.
Thì hôm nay quay mấy cái tác phẩm của bác này cho mọi người xem. Đây. Chanh nhé. Chanh. Chanh à? À cái gì? Quất, quất. Quất, quất, quất. Đúng rồi. À, lá thì chẳng ra là ra hoa nhé. Đấy. Người ta bảo mít chậm cành mà chanh chậm rễ. Đây chậm cành nó ra hoa các bác nhé. Rất nhiều những cái tác phẩm gần như là cũng vãn rồi. Các bác nhé. Có những cái tác phẩm gần như là đây. Đây mình sẽ quay đây này, các bác nhìn thả nước đây này. Để các bác xem này. Đây là thả nước đây nhá. Đây là không phải đá thấm thủy mà là đá thường ấy, cũng có một đó với một số đá thấm thủy với cả xi măng này. Đấy chưa? Đấy. Trong thả nước như này thì thiên nhiên vạn đại vĩnh cửu nhá các bác nhá. Chậu xi măng nó sẽ không bị nóng. Đây một cây đấy là cái này thì chắc quay cũng khá khá rồi. Linh sam. Linh sam. Lá rí không? Linh sam bám đá ở trên thiên hạ là ít lắm nhá. Rất đẹp các bác nhá. Ít lắm. Cần thăng ghép quất này bác cắt đi rồi đúng không? Ừ, ừ. Cây khác đấy. Cây khác ở đây. Cây khác ấy, cây khác tôi mới làm đấy. Bác cầm cái đấy xem. Cái này cây khác đấy nhá. Cần thăng ghép quất đấy. Đây, một cây đấy. Cần thăng ghép quất đấy các bác nhá. Đấy. Mới ghép hay là lâu chưa bác nhỉ? Mới ghép được khoảng 1 tháng rưỡi. Đấy, mình không để ý. Quất hay là chanh đấy? Quất đấy. Quất là sao lá to nhỉ? Lá xoăn như lá chanh nhỉ? Quất đấy. Quất đấy. Quất hay là chanh thì cắt cây chanh, có khi cây chanh ở dưới này đây này. Ừ, có khi cây chanh đấy, không phải quất. Lá rất giống lá chanh. Đấy. Rất ok. Chanh hay quất hay cam đều được hết các bạn nhé. Rất là hay. Cứ làm mà chơi nó chả mất cái gì nhiều cho mình đâu. Không hề tốn kém gì cả. Rất nhiều, còn tác phẩm nó hay hay thì cho mọi người xem phát ra nhỉ. Nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hay thì nhiều chứ. Hay thì nhiều chứ. Đây. Rất nhiều các bác nhé. Ngày nhé, cây này là đã có 3 triệu rưỡi mà mang xuống nhà rồi, tôi phải bê lên nhé, tôi không bán nhé. 3 triệu rưỡi. Ngũ gia bì bám đá. Con này thì con này đuổi muỗi các bác nhé, cái dòng ngũ gia bì trồng để đuổi muỗi. Là nhìn cái lá này, không bằng móng tay út đâu nhé. Không bằng móng tay út. 3 triệu rưỡi là to là nhiều nhưng không ai bán nổi 3 triệu rưỡi đâu, nhưng 3 triệu rưỡi tôi không bán. Đó là tài sản chơi tinh thần của tôi. Tất nhiên sẽ có bán nhưng mà 3 triệu rưỡi là không bán được. Bê xuống rồi mà tôi bê lên đấy. Đây kia một con. Đây cũng bám đá. Đây. Cái sung này thì không thấy ra quả nhỉ? Hả? Cái sung này chuẩn bị cắt rồi. Ra quả lâu rồi. Ra quả lâu rồi. Xong rồi cắt tỉa liên tục. Tới đây lại cắt nữa, cắt chút chít dù gì thế đi. Sung này nó cho ghép đi với túc với nhau thì đẹp. Nó phải có giống. Mình nó phải có giống cơ mới ghép được. Sung túc. Đây là toàn cái phôi ngoài này đây chứ. Đây cành cắm ấy chứ. Toàn cành cắm hết. Toàn là cắt ở trên ngọn cây mang về dâm hết. Cứ để vậy nuôi lớn thôi. Cứ cắt thật nhiều thôi. Cắm đá giờ nhấc không lên này. Nhấc không ra này. À, chỉ sợ rơi chậu thôi nhé. Đấy. Đấy, rất đu đa đu đưa. Đây là cây mà cắt cái cắm ngay đây này. Cây sung này chính là cây sung là cắt một cái cắm ngay cho mọi người nhìn này. Chỉ ngâm tí kéo. Chỉ có ngâm tí nước vôi thôi. Qua cho nó sát trùng thôi nhé. Cắm ngay các bác nhé. Đây cắm ngay đấy. Các bạn xem từ năm ngoái là các bạn nhìn thấy rồi nhé. Chưa. Không có dấu đi đâu cái gì. Rồi ok. Rất nhiều các bác nhé. Đấy cái cần thăng ghép quất đấy. Đây, cần thăng ghép quất cho clip chưa lên rồi. Đấy. Ừ. Cắt hết đi làm lại. Đây mới là lá cần thăng vẫn còn nhé. Lá cần thăng đấy. Lá cần thăng nhé. Lá quất. Nó như kiểu là cần thăng đọt hồng ấy. Với cần thăng cánh bướm ấy. Cũng ghép kiểu đấy. Nhưng mà kia nó cùng giống là cần thăng. Nhưng đây nó là một cái dòng cây khác. Chanh với quất cần thăng ghép vào với nhau. Chắc clip cũng tương đối dài rồi. Xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn các bác tại những clip tiếp theo. Ui. Đây, mà dây thì cũng cắt cái cành vớ vẩn linh tinh làm cẩm cắt ra mà.
đấy, dâm mới bỏ ra từ hôm qua mà hoa lá đấy, đấy. Hoa đấy. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Phải tác động một tí cơ khí nhé. Nó vào một cái khe nào đó, nó hợp lý là các bạn để. Không mất nhiều công sức, không mất nhiều tiền bạc, nhưng mà nó cho ta được một cái phong cách chơi rất là độc đáo, sáng tạo và mới lạ nhé. Ở thiên hạ bây giờ cũng vẫn cứ làm mới lạ đấy. Họ cũng đã mấy chục năm tuổi nghề đấy, nhưng mà cái kiểu làm của Thắng Giò lại đều là mới lạ hết. Bám đá là phải người ta trồng đất xong người ta thổi dễ, người ta bó dây ép chặt. Dây thép rồi thì dây nọ dây kia nó nịt. Xong là phủ ni lông, phủ cả một cái chăn bông to tướng mấy năm rồi. Đấy, chỉ trong vòng có được khoảng 1-2 phút thôi. Cái động tác garo chỉ có 1-2 phút thôi là đã xong rồi. Bạn nhìn thấy có thích không? Từ giờ đến cuối năm là lại nở hoa, là đã ở trên chậu trồng đất rồi. Trồng đất rồi nhé, chứ chưa phải là từ giờ đến cuối năm mới hoàn thành cái công việc là bám đâu. Cứ bình tĩnh làm, không được phép cầu thả. Công việc đấy bây giờ là của mình làm cho mình, không phải khoán cho ai cả. Cho nên là cứ cẩn thận mà làm nhé. Cẩn thận là tôn trọng công việc của mình. Đấy, ép nó vào vậy thôi. Cứ ép nó vào vậy thôi, không có làm gì cả. Đấy, động tác tiếp theo. Một lạng rễ béo khô. Các bạn ngâm lên mỗi ngày, các bạn vò vắt một lần cho các bạn xé ra như là ruốc ấy nhé. Này nhanh chơi lắm. Cái này chỉ một tháng sau là, chưa đến tháng sau là tôi đã cho vào đất được rồi nhé. Chỉ một tháng sau thôi là vào đất được rồi. Tôi bán được rất nhiều cây. Hơn 100 quyển sách tôi đã tặng là gần hết rồi nha. Cho những người mua cây của tôi tặng cho quyển sách. Các bạn cứ đến đây mua cây ít nhiều mà cảm thấy là có duyên thì tôi tặng cho quyển sách. Về mà đọc, mà ngẫm, mà nghĩ. Để mà chơi cây. Nếu có hiểu tại làm sao chơi cây nó hay thế và làm như thế nào thì sẽ ra cây đẹp. Và biết được tính nết của nó nhé, sự sinh trưởng của nó nhé, làm bạn với nó luôn. Làm bạn với cây luôn. Cây và người không tách rời nhau. Nó không thế này đâu. Nó không thế này đâu mà khi nó cắt rồi tôi phải bẻ nó ra đây. Cái này tôi phải cho ngửa đằng sau. Để cái này ra ngửa đằng sau này. Chứ nó không về một hướng như này. Bây giờ kệ nó. Từ giờ đến cuối năm nó bắt đầu là ta kỳ ghi thì xếp ta kéo nó ra. Cái là trông nó sinh ngay. Rất nhỏ các bạn nhé. Này khoảng 1,5 cân, 2 cân. Thế thôi. Tiếp theo là cây gì? À, có một cây rất hay nhá. Tôi chưa đưa ra đây đâu. Đâu rồi? Đâu rồi?
Đây. Một cây dúi. Tôi đập hết cả dúi ở lọ thủy tinh ra rồi. Một cây dúi ở trong lọ thủy tinh, các bạn biết rồi. Lá bằng móng tay. Mà nó là cái rễ, nhưng mà tôi ghép nó vào nhé. Là cái rễ. Đây, hòn đá này, nhìn này. Xinh chưa? Có những hòn đá các bạn chọn thấy xấu vứt đi thì nó là cái hòn đá đẹp. Có những hòn đá bạn tưởng đẹp, các bạn mang về thì nó trở thành hòn đá xấu. Các bạn nhìn xem có thích không? Cảnh vuông có nhá. Cái này này, đấy, về sau nó thế này này. Đấy, điệu. Cái này ra đây hết nhá. Đấy, tất cả là đều xẻ ra hết nhá. Đấy. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Thế này là tôi đã không cần phải garo các bạn nhé, mà chỉ garo, mà chỉ có bó dây sau khi đã ốp rễ bèo, vì nó được vào với nhau hết rồi. Càng mỏng càng tốt nhé. Cái này nó tơi xốp như bông rồi, cho nên là nó rất mút nước, mà cũng rất là nó bám luôn vào. Các bạn để dày quá thì các bạn vỗ một cái có khi nó còn rơi ra ngoài. Đây là kinh nghiệm của gần 30 năm nhé, các bạn cứ thế mà làm. Tôi không hề giấu giếm một cái gì. Các bạn cứ đừng hỏi là cắt một cái xong cho vào ngay được không? Được hết à? Được hết. Không phải kích rễ, không phải ngâm cái gì cũng được. Có là cái tốt, nó chẳng thừa đâu. Nó cẩn thận thôi, nhưng không có cũng được. Vì các bạn bí lên, các bạn không có keo đền sẹo thì các bạn làm tí kem đánh răng cũng được. Bài bản là như thế, còn không bài bản ấy thôi, cần gì đâu. Đấy nhá các bạn nhá, nhìn này. Đấy. Xinh chưa? Rất thiên nhiên hoang dã. Giá trị của cây không có gì cả. Mọi người cứ đến đây mua của tôi bán làm sao được. Bán một cây 10.000 à? Những cái này thì không phải cái thứ để bán. Các bạn tự làm đấy, quanh các bạn đi ra ngoài đường, nó có cây si, cái xanh cổ thụ ở dọc đường, các bạn dừng lại, các bạn lấy kéo, lấy cưa, các bạn cắt được ít mẩu, các bạn mang về, các bạn dâm. Tí hoặc là tí. Thế thôi, dâm mà cắt. Mọi thủ tục thì các bạn làm sao cho nó đứng, cho nó vệ sinh. Nói thật sự vội lên thì cũng chẳng cần phải cuốn dây này đâu. Nhưng mà thôi, làm này trên YouTube truyền tải thì làm cho nó cẩn thận thôi. Chứ còn nhiều khi tôi cũng chả có. Hết dây rồi tôi cũng mặc kệ. Nhưng các bạn cố gắng liên hệ đấy, ít mua ít dây đay nhé, cho nó khoa học kỹ thuật nhé. Chứ còn bí lên thì nó cũng chẳng bí lắm đâu. Dây ly đông được, nhưng mà về sau này các bạn không rút nó ra được đâu. Đây như là mình sẽ bỏ qua một cái công đoạn là tháo dây. Không gần, đúng rồi. 1-2-3 tháng sau nó mục ra rồi. Nhưng mà nếp cây nó đã nằm đét đấy rồi, chẳng sợ nó bung ra đâu. Tất cả mọi thứ thắng dò làm như đùa. Và cứ một vài ba tháng sau lại kiểm tra lại cái tác phẩm ấy đã chết chưa, có khỏe không, dễ như thế nào, như thế nào. Các bạn không cần phải lo chuyện đấy. Có một số bạn là mở ra xem một cái kênh ấy đúng vào cái chỗ mà tôi làm, nó chẳng đâu vào đâu cả. Sao lại bảo là không biết có sống không? Thế mà nó lại sống. Giờ hơi thế. Nhân tiện đây tôi cũng nói thêm một tí thế này. Các bạn nào nghe được thì có là chạm lòng tự ái thì tự ái nhé. Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam mình rất tốt đẹp.
những người khuyết tật, những người mất sức lao động, những người tàn tật, những người mù, câm điếc và những người gãy tay gãy chân là đều được hưởng trợ cấp của nhà nước. Không ít thì nhiều cũng 700 đến 1-2 triệu nhé. Thế đấy là khuyết tật. Thế còn có cái người bình thường như thế này vẫn khuyết tật. Chân tay không được gì, không mù câm điếc, khỏe mạnh, thậm chí như voi, nhưng vẫn là khuyết tật. Đó là khuyết tật não. Không phải cái não nó tròn như thế này xong nó khuyết đi một miếng nữa nhé các bạn nhé. Cái não bình thường như này, cái não của tôi này. Nhưng mà có người khuyết tật não. Tức là thần kinh không được bình thường. Nói năng rất là bỗ bã, láo tét, sức sược, kê kích. Những con người như vậy sống suốt đời khổ, chỉ đi kê kích và chửi bậy người khác, mà mình sẽ không làm được một cái gì cả vì não mình khuyết tật. Cái khuyết tật này nhà nước lại không cho một đồng nào. Bởi vì mình đang bình thường này, mình muốn khuyết tật một cái là mình tự dưng trở thành thằng thần kinh ngay. Những cái bạn nào khuyết tật như vậy thì xem lại cái bộ não của mình nhé. Tự xem lại cái bộ não của mình. Khuyết tật như vậy không có tiền của nhà nước trợ cấp đâu. Bởi vì não không bình thường. Tự mình làm cho mình trở thành thằng ngớ ngẩn. Tự mình trở thành một thằng thần kinh. Còn thắng dò như thế này, cả tỉnh này bao nhiêu nghệ nhân. Chúng ta phải biết tôn trọng nhau nhá. Tôi chẳng làm gì các bạn. Thì các bạn đừng có mách que sách mé nhá.